Định xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước máy quay, chúng ta đang được tham khảo và trải nghiệm cặp loa siêu khủng long lớn nhất của hãng PVH đến từ Mỹ với model BVW 118. Sở hữu phần thùng gỗ và được phủ composite chống trầy siêu bền. Với cấu hình của model này, nó sở hữu chiều cao tổng cho cả chân lên tới 1m, chiều ngang 68cm và hậu sâu tới 50 phân. Với trọng lượng nặng 1 tạ 2 và công suất trung bình ở ngưỡng 1.400W cho model loa siêu khủng, với trang bị bát súp 50, tất cả của nó còn rất đẹp. Với một cặp loa được sưu tầm và tuyển chọn trước máy quay, chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những model cực kỳ là tuyệt vời, sở hữu chất âm 2:1 mà tôi lưu ý với quý vị ngay từ đầu đoạn clip này. Riêng với các dòng nhạc như tôi vừa test tín hiệu từ trên TV xuống và đang được ghép với một con đẩy bãi châu Âu, chúng ta cũng có thể thấy ngay được một điều rằng nó sở hữu chất âm khi nghe nhạc, nhất là những thể loại nhạc trữ tình, nhạc vàng hay nhạc bolero, nó thể hiện cực kỳ là chi tiết và mềm mại. Sự ngọt ngào cũng như là sự thể hiện uy lực mạnh mẽ trên cặp loa này, nó có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc, cho tới nhạc sàn, nhạc remix. Và với karaoke thì đây là một trong những model rất ít có đối thủ trong phân khúc tầm giá cũng như là cấu hình của những cặp loa bát súp 50. Hoàn toàn chúng ta sẽ không có khái niệm bị đanh hay bị chói gắt, bị khô cứng hay bị tức ngực một chút nào cả. Cho dù quý vị có mở tín hiệu nhạc không mất tiền như tôi đang mở từ trên TV xuống đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy được rằng nó thể hiện chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng tham khảo tiếp theo cấu hình cũng như chất âm của một siêu phẩm loa, hay còn gọi là một cặp loa khủng long của hãng PVH với model BVW 118 đến từ USA. Đại trầm của nó xuống rất sâu, phần trung âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm đêm khuya dưới cơn mưa rào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ thấy em. Với cấu hình của model PVH BVW 118 đến từ USA trước máy quay, được trang bị phần thùng gỗ và được phủ hạt composite siêu bền, nó có thể chơi được những không gian ngoài trời, chịu mưa nắng rất là tuyệt vời, được trang bị thùng gỗ sồi và phủ hạt composite. Chúng ta thấy rằng nó còn rất mới, mặc dù rằng cặp loa này có kích thước khủng long và nó nặng tới 1 tạ 2. Với chiều cao cả chân 1m, ngang 68 và sâu tới 50cm. Tất cả của nó còn đang đẹp long lanh, bất kỳ một góc cạnh nào, dù rằng nhỏ nhất, chúng ta cũng thấy rằng nó tuyệt đẹp. Nguyên với bộ e-căng được đan xen bằng các sợi cước lớn, bộ e-căng kép rất đẹp khi chúng ta để bộ e-căng này lên. Quý vị có thể nhìn xuyên thấu vào phần bên trong của cặp loa. Đây cũng là một nét đẹp và nét sang trọng của cặp PVH BVW 118. Quý vị sẽ thấy rằng nó rất là tuyệt vời. Ê căng cũng còn rất mới. Với thiết kế công suất lên tới 1.400W trên trở kháng của nó sở hữu ở ngưỡng 8 ohm, rất là dễ phối ghép âm đi. Được trang bị một bát súp đường kính 50 phân. Đường kính cắt mặt của nó là 50. Và gân vải xếp tẩm dầu siêu mềm. Đó, chúng ta thấy rằng mặc dù bát của nó 50 nhưng mà cái tay tôi chỉ cần chạm nhẹ thôi, gân của nó đã nhún rất tốt rồi, siêu mềm cũng là siêu bền. Lòng loa rất sâu, toàn thân của nó là xương đúc và nó sở hữu cái lam châm từ lớn tới 20 trên 20 cm. Trên cái thùng cao 1m cả chân, ngang 68. Hai ống hơi đường kính phi 100 thở về mặt trước phía dưới chân, mang lại uy lực của giải trầm cho cặp PVH 118 này, rất ít có đối thủ trong phần khúc bát 40. Với công lực thể hiện tương đương cân với hai cái súp ở phần khúc bát 50, chúng ta thấy rằng nó cực kỳ là tuyệt vời cho những không gian từ các không gian gia đình rất sang trọng,
50, 100 mét, vài trăm mét vuông cho các nhà hàng, quán bar hay vũ trường hay các sân khấu. Tôi có thể nói rằng với một cặp loa này chúng ta sẽ thấy đủ độ phê. Và phần bên trên là một quả kèn. Đây là một quả trung kèn, đường kính miệng 40 nhân với cao trên 10 cm và hậu của nó sâu tới khoảng tầm 35-40 cm về phía sâu bên trong. Cho giải trung âm cực kỳ là tuyệt vời cho khi nghe nhạc cũng như khi thưởng thức chất âm karaoke. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phần trung âm mà tôi đang mở từ trên TV và để chúng ta sẽ thấy rõ nhất cái lời hát của cấu hình này. Quý vị sẽ thấy được. Ok, tôi vừa bấm nhầm cái điều khiển trên TV. Chúng ta cùng quan sát. Với cấu hình của quả trung âm, đường kính miệng của nó là 40 thì chúng ta thấy rằng nó là thừa về phần lời hát. Khi karaoke chuyên nghiệp rồi, chúng ta tham khảo về các tiếng nhạc cụ khi mà nó thể hiện mà như tôi đang mở từ TV. Chúng ta cùng quan sát. Trung âm của nó rất mềm mại, rất sáng. Và phần vang tôi sẽ điều chỉnh đó. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lòng, anh thương màu áo trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tình bao năm thấm nồng nhưng chưa một. Đó, quý vị thấy không ạ? Với lời hát của nó cực kỳ là mềm mại và ngọt ngào. Không có cảm giác rằng bị chói gắt. Dù rằng tôi đang quay cái máy quay điện thoại ở sát ngay mặt loa với quả kèn 40 cm về phía mặt trước. Đồng thời phía trên cùng của model này là một quả chắc kèn tai voi với đường kính vuông 15 cm và nó sở hữu cái nam châm từ rất lớn, cho phép có thể chơi được những chế độ lớn mà hoàn toàn chúng ta sẽ yên tâm tuyệt đối với hệ thống jack, nhất là khi chúng ta sử dụng ở những không gian loãng ngoài trời cho karaoke và cho anh em làm sự kiện. Đây cũng là một trong những cái điều mà rất là quan trọng mà khi anh em sở hữu chất âm cho karaoke và cho làm sự kiện với các nhà hàng, quán bar, vũ trường hay là không gian ngoài trời. Hoàn toàn chúng ta sẽ không phải thiếu về giải châm. Đây cũng là ưu điểm và cũng là đặc trưng của dòng PV, ưu việt hơn rất là nhiều so với JBL riêng về giải châm. Điều này thì anh em nào đã từng chơi PV, kể cả anh em chơi những cặp loa hàng nòi của Mỹ Bass 40, chúng ta đã thấy rõ được chất âm của nó. Và như vậy sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa khủng long có kích thước to lớn và nặng tới 1 tạ 2 này, nó có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc, từ nhạc vàng, nhạc bolero hay nhạc trữ tình hay nhạc đồng quê. Riêng với sàn hay remix thì chúng ta sẽ trải nghiệm và cảm giác thấy được rằng sự thể hiện của cặp loa này sẽ mang lại chất âm cho chúng ta cảm giác như đang được nền sàn với PV BVDUB 118. Bây giờ chúng ta cùng lướt lại một chút nhạc nữa mà tôi đang mở từ TV để chúng ta trải nghiệm lời hát cũng như là tiếng nhạc cụ của cặp loa rất tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấm từng câu từng lời với sự thể hiện của cặp loa PVA BV Dub đến từ Mỹ. Như vậy chúng ta đã thấy được cấu hình cũng như chất âm rất là tuyệt vời này của cặp loa siêu khủng long có trọng lượng nặng 1 tạ 2 và công suất trung bình ở ngưỡng 1400W. Có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc từ bolero, nhạc trẻ hay nhạc trữ tình hay karaoke chuyên nghiệp và chơi được đa dạng các không gian từ không gian phòng khách cho tới những nhà hàng quán bar hay vũ trường hay những không gian loãng ngoài trời với cặp loa khủng long. Như tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trước máy quay trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quý vị quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc có thể can ra số điện thoại trên kênh của mình, và luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất với những mức giá thành ưu đãi nhất và sự tư vấn nhiệt tình nhất. Đây là phong cách của Toàn Audio Nam Định. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với một bản nhạc quen thuộc nữa và để quý vị lại thấy rõ được uy lực mạnh mẽ của model PV BV Dub 118 đến từ Mỹ với cặp loa còn đẹp long lanh trước máy quay, mặc dù rằng rất là to lớn và khủng long. Mời anh em cùng thưởng thức.